Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Dậu tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cau Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh Đại Dịch Thổ ngày Kỷ Dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Đại Dịch Thổ Kỷ Tuổi Quý Mão Ất Mão ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành kim cục, xung với Mão hình Dậu hại tốt phá Tý và tuyệt dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Mão, Ất Mão, tuổi xung trong tháng tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Kính Tâm tốt đối với ăn táng, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn xấu mọi việc, sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc, sao Địa Tạng xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Thần Cách kỵ về tế tự. Và đặc biệt ngày 20 tháng 6 năm 2023, tức là ngày mùng 3 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tam Ngưng Sát xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Kỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, gặp cục diện Dậu Tý tương phá, điềm báo người tuổi Tý có thể vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ hay kẻ tiểu nhân. Những điều bạn đạt được khiến đối phương sinh lòng ghen tị, ngấm ngầm tìm mọi cách để quấy rối, thậm chí đâm đặt để hủy hoại danh tiếng của bạn. Thiên tài xuất hiện mang tới cho Tý một vài cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, nhưng bạn cũng đừng vội vàng bất chấp tất cả mà lao đầu vào đầu tư. Mọi thứ có thể không đơn giản như bạn nghĩ, đừng quên hung vận trong ngày khá lớn, cẩn tắc vô áy náy kẻo mất cả chì lẫn chài. Bù lại, kim sinh thủy nên chuyện tình cảm rất thuận lợi. Con giáp này vô cùng hạnh phúc mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Mối quan hệ rất hài hòa, bạn và người ấy có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, đề phòng tiểu nhân ghen tị, ngấm ngầm quấy rối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, danh tiếng bị tổn hại do có kẻ đơm đặt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, có một vài cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm lứa đôi rất thuận lợi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao.
Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 18, số 81, số 09. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo rằng tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày tam hợp thái tuế nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. Hôm nay cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ tình cảm của Sửu không còn bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai bạn cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, phát huy được tốt năng lực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ tình cảm không còn khúc mắc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 68, số 95, số 26. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Vận trình ngày mới, người tuổi Dần đang có dấu hiệu trải qua một ngày làm việc hăng hái và nhiệt tình nhờ sự xuất hiện của các tinh chính quan. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng đâu ra đấy. Dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng nhưng bạn cũng vẫn giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn nay bạn cũng đã vượt qua được. Qua đó, khả năng tiềm ẩn của Dần cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân cho bạn. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những chú hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình yêu của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài nữa. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, có một ngày làm việc hăng hái và nhiệt tình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, kiểm soát công việc tốt, xử lý gọn gàng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, vượt qua khó khăn một cách êm đẹp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, khả năng tiềm ẩn được khai phá mạnh mẽ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình duyên kém sắc do mải mê với sự nghiệp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 50, số 11, số 96. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý ngọ Mão Dậu gây trở ngại, có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mão phải chịu nhiều ấm ức trong ngày này.
Bạn dễ bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi để phá hủy danh tiếng. Dù có cố giải thích nhưng vẫn hiện vẻ đối lý khi đối phương quá cao tay. Nhìn chung hôm nay không phải là một ngày may mắn với con giáp này. Bạn cần đặc biệt lưu tâm tới chuyện tiền bạc, kẻo bị lừa mất của cải hoặc vay mượn không đòi lại được. Tiền nong phải sòng phẳng, chớ để tình cảm xen vào, kẻo muốn đòi lại cũng khó. Phương diện tình cảm cũng khiến con giáp này đau đầu vì chưa đâu vào đâu. Bạn và người ấy dễ xảy ra to tiếng dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai người đều có cái tôi quá cao và không ai chịu nhường nhịn ai. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, phải chịu nhiều ấm ức vì kẻ xấu hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đụng độ thị phi khiến danh tiếng tổn hại. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, cần lưu tâm tới chuyện tiền bạc, kẻo bị lừa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tiền nong phải sòng phẳng, rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đôi lứa dễ xảy ra to tiếng vì cái tôi quá cao. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 31, số 01, số 66. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh ngọc, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày mới, với sự xuất hiện của cục diện lục hợp, người tuổi Thìn đang được may mắn đừng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn. May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết. Đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh. Với những bạn đã có đôi có cặp, mối quan hệ đang trong thời kỳ thăng hoa, tha hồ tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào. Hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, giải quyết êm xuôi nhiều khúc mắc công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, khai thông hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm các cặp đôi trong thời kỳ thăng hoa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 72, số 71, số 36. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới, có sự hậu thuẫn từ tam hợp cục trợ vận, vận khí của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Hôm nay cũng là ngày rất thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn ấp ủ đã từ lâu. Cát khí vượng thế này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ. Hỏa khắc kim, bản mệnh có thể vấp phải sự phản đối từ người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng của mình nhưng suy cho cùng người trong gia đình thì chớ nên đối chọi gay gắt. Bạn nên lựa thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, công danh sự nghiệp, học hành thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ
thuộc mệnh thổ, dễ nhận tin tốt lành từ việc thi cử. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, ngày thích hợp để mưu đại sự. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, bị gia đình phản đối vấn đề tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 28, số 94, số 16. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới, xem tử vi cho thấy người tuổi Ngọ được dự báo có thể đạt được một số bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình nhờ thiên ấn che chở. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nên có gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua được. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là bạn có tinh thần đam mê, lòng nhiệt huyết luôn hết mình vì công việc nên mới có động lực để phấn đấu như vậy. Bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về thành tựu bạn đạt được, cấp trên cũng không che giấu sự tán thưởng dành cho bạn, đường quan lộ rộng mở thênh thang. Về mặt tình cảm, bạn nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của mình và người ấy. Chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực, chứ đừng chỉ có một bên cho còn một chỉ muốn nhận. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, đạt một số bước tiến mới trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, có tinh thần đam mê, lòng nhiệt huyết. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, được khen ngợi, tán thưởng về những gì đạt được. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nên đầu tư thời gian và công sức cho tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 50, số 90, số 46. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Hôm nay được coi là một ngày bận bịu nhưng đầy hiệu quả với người tuổi Mùi. Tỷ kiên mang tới cho bạn sự kiên định để thêm tự tin với lựa chọn của mình. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung vào mục tiêu duy nhất, không còn loay hoay tìm kiếm trong mờ mịt nữa. Công việc khi đã có mục tiêu rõ ràng thì cũng sẽ được giải quyết nhanh hơn. Vận tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Nếu có cơ hội tốt để tiết kiệm hay đầu tư thì Mùi hãy nắm bắt ngay nhé. Song trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào, bạn cũng cần phải tìm hiểu và suy tính thật kỹ để tránh mắc phải sai lầm trong quyết định của mình nhé. Ngày thổ sinh kim giúp tình yêu cũng nở rộ. Bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Gia đình ngập tràn tiếng cười, phải nói là bạn đang có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tị. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, một ngày làm việc bận bịu nhưng đầy hiệu quả. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, kiên định, tự tin với lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tập trung vào mục tiêu trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, nên nắm bắt cơ hội tiết kiệm hay đầu tư. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tình yêu nở rộ nhờ luôn quan tâm, chăm sóc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 55, số 27, số 06. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, tím, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác,
anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình ngày mới được tam hội nâng đỡ cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Thân với mọi người trở nên hài hòa hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn bày tỏ tình cảm với những người mà bạn yêu thương, trân trọng. Bạn chính là bờ vai để ai đó dựa vào và tìm kiếm động viên, vậy thì hãy vỗ về họ và cho họ thấy rằng mọi thứ không đang quá tệ như họ nghĩ đâu nhé. Chính tài là tín hiệu đáng mừng liên quan tới tiền bạc cho con giáp tuổi Thân. Điều này cho thấy kế hoạch của bạn liên quan tới tiền đã đi đúng hướng, bạn có thể tiếp tục phát huy điểm mạnh này của mình nhé. Nếu bạn trúng thưởng thì cũng đừng vì thế mà mua xài hoang phí trong ngày này. Kim khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn thường xuyên có cảm giác bất an, nôn nao trong lòng mà không rõ nguyên nhân vì sao. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đúng nghĩa bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, không phải ai cũng tỏ thái độ tích cực khi bạn nói. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, kinh doanh thuận lợi mang về nhiều lợi nhuận. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, dù làm gì cũng phải giữ chọn chữ tín, nhất là liên quan tới tiền. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, công sức của bạn đang được ghi nhận đấy nhé. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 75, số 30. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, vận tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu tăng trưởng trong ngày thực thần độ mệnh. Kinh doanh buôn bán hay làm thêm tay trái đều có lợi nhuận rủng rỉnh. Hơn nữa, bạn không chi tiêu quá nhiều nên cũng tiết kiệm được một khoản khá dành cho mình. Tuy nhiên, cục diện tự hình lại gây ra những suy nghĩ lo lắng, rối bời, ảnh hưởng đến tâm trạng của con giáp này. Dường như bạn đang trở nên độc đoán khi quá coi trọng bản thân mà không quan tâm đến người khác, luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người. Điều đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở cho công việc. Không khí căng thẳng ảnh hưởng tới hiệu suất chung. Vì vậy hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp quá trình làm việc trơn tru hơn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, vận tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, kinh doanh buôn bán có lợi nhuận rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, có khoản tiết kiệm kha khá cho mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, tâm trạng sa sút, chớ nên áp đặt suy nghĩ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, mâu thuẫn với đồng nghiệp, hiệu suất suy giảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 50, số 90, số 16. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Cục diện tương hại gây hung vận khá lớn cho vận trình của người tuổi Tuất, khiến cho bao nhiêu may mắn của con giáp này dường như tan biến hết. Công việc của bạn không mấy suôn sẻ và bạn liên tục mắc phải lỗi sai, tâm trạng vì thế cũng trở nên bực dọc, khó chịu, càng loay hoay lại càng lộ ra nhiều sai sót. Kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền mất bạc, làm ăn thua lỗ hay bị lừa lọc của con giáp này. Do con giáp này không sáng suốt khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc nên vô tình phạm phải sai lầm đáng tiếc. Thổ sinh xuất cho kim còn là điềm báo chuyện tình cảm có nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Bạn và người ấy đều bảo vệ ý kiến của mình đến cùng,
không ai chịu nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết. Điều đó chỉ khiến cho tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, hung vận lớn khiến may mắn tan biến. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, liên tục mắc lỗi sai trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, càng loay hoay lại càng lộ ra nhiều sai sót. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, có nguy cơ mất tiền, làm ăn thua lỗ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm có nhiều bất đồng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 37, số 19, số 64. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được các tinh chính quan tụ khí, người tuổi Hợi sẽ cảm thấy tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Bạn có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ, bứt phá khỏi giới hạn an toàn thường ngày của mình. Chính sự đột phá này sẽ mang đến cho bạn nhiều thành quả xứng đáng. Cũng trong ngày này, bạn sẽ nhận được thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của bạn trong kinh doanh. Lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến sẽ giúp cho bạn gia tăng niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm. Về mặt tình cảm, kim sinh thủy tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng có thể làm những người bạn để cùng chia sẻ những vui buồn hàng ngày, đừng quá đặt nặng vấn đề. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, sự đột phá mang lại thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, người độc thân đã chịu mở lòng hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 55, số 27, số 66. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.